Kính thưa bà con cô bác, hiện tại Bamigo đang đứng đây là góc ngã ba đường số 10, với lại nói chung ở đây là khu cư xá Phú Lâm B ấy bà con, với lại cư xá Radar. Bamigo vừa mới mua một ly cà phê. Ở khu này chắc bà con cô bác biết tiệm mà phải không? Sáng nay người Bamigo nó uể oải quá. Cái Bamigo nói thôi để đi ăn sáng, vô làm tô hủ tiếu Nam Giang. Trời ơi, làm xong cái căng da bụng trùng da mắt. Trời nó lạnh. Rồi xong cái nói thôi để đi mua một ly cà phê. Đó, bị lập điện bản rồi. Người hôm nay nó mệt quá. Nó cái cảm giác nó muốn bệnh. Sáng ra hát xì quá trời. À, xin thưa với bà con cô bác, hôm nay Bamigo có một cái tin này xin thông báo với bà con cô bác, để bà con cô bác cẩn thận chút. Đó là như bà con cô bác biết á, cứ Tết đến xuân về là khắp nơi nơi trên thế giới là bà con kiều bào ở đổ xô mua vé máy bay bay về Sài Gòn để ăn Tết. Thì với cái lượng như người như thế thì bà con cô bác biết rồi đó, kẹt kéo dài. Năm nay thì Bamigo không có đón Việt kiều, tại vì mới vừa rồi em Bamigo nó về rồi. Nó không có về dịp Tết tại vì nó sợ lắm, kẹt. Nhưng mà năm ngoái Bamigo đón người nhà của Bamigo về chơi Tết. Thì xin thưa với bà con cô bác, cảm giác này Bamigo trải nghiệm rồi. Mấy tiếng hồ lượng nha bà con? 4 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng là ít. Có lần Bamigo đi đón người nhà, Bamigo từ Mỹ về đi hãng Korea. Xuống sân bay không biết làm sao mà tới gần 2-3 giờ sáng mới ra. Còn nếu mà đi đi cái hãng mà về buổi trưa đó thì xin thưa với bà con cô bác cũng trễ lắm. Đi hãng Iva đó cũng trễ lắm. Thì thành thử ra là ở đây là chợ Phú Lâm nè bà con. Chợ Phú Lâm này gần đây để muốn dạo lúc nào cũng được, để Bamigo đi chỗ khác đi, rồi mốt Bamigo đi dạo chợ Phú Lâm. Thì chính vì cái lẽ đó cho nên là xuất hiện ra một rất nhiều các đối tượng lừa đảo nha bà con. Mà Bamigo nói thật, Bamigo không hiểu sao mà các cô chú bác, anh chị và các bạn sống ở nước ngoài là nước ngoài tiên tiến, mà tại sao là những cái chiêu lừa đảo mà nó đơn giản sơ đẳng mà lại bị dính bị lừa bà con. Bamigo không hiểu nổi, cái này không hiểu nổi thiệt luôn á. Mẹo đây đi, người trong nước á, người ta không biết thì người ta bị lừa thôi, Bamigo cũng nói. Nhưng mà các cô chú bác anh chị và nước bạn ở nước ngoài mà cũng bị lừa. Nhất là hiện tại bây giờ là nhiều nhất là Việt kiều Úc và Việt kiều Mỹ, Canada nữa là bị dính cái chiêu lừa này. Đó là sao? Chiêu lừa gì bà con có biết không? Đó là nhận đưa đón thân nhân ở sân bay Tân Sơn Nhất đó bà con. Mà đặc biệt ác một cái là trên Facebook mới đau chứ. Bà con có bác biết mà. Bamigo đó nói bà con bác rồi, cái gì mà trên mạng thì làm sao mà nó có thiệt được bà con. Cái nào mà có cầu là sẽ có cung. Thì một số người á bắt đầu họ ngán ngẩm Việt kiều, ta ngán ngẩm đó bà con. Đi về Sài Gòn muốn về quê chơi với người thân ăn Tết Việt Nam, nhưng mà ngán ngẩm. Nói chung là cái mùa này là cái mùa mà sân bay Tân Sơn Nhất người ta ngán ngẩm
không phải là ở các cô chú anh chị và các bạn Việt kiều nước ngoài đâu, và kể cả trong nước cũng vậy nữa, đông lắm, đi mệt mỏi lắm. Thì bắt đầu cái đối tượng lừa đảo này mới đánh trúng vô cái tâm lý, đánh vô trúng vô cái tâm lý Việt kiều là nhận đưa đó này nọ, rồi nhờ ông này quen biết bà kia gì đó, rồi sẽ nhận đón từ cổng sân bay, tức là nghĩa là ống á, khi mà bà con bác biết sân bay mà khi mà nó dừng lại mà để cho hành khách vô á. Thời nay bây giờ hiếm khi nào mà máy bay mà đưa từ xe buýt đi vô lắm nha bà con. Họ sẽ có cái ống, cái ống lồng á, thẳng ngay cửa luôn rồi đi bộ ra thôi. Thì họ có dịch vụ đó bà, đón tại ống lồng rồi sau đó dẫn vô rồi sắp xếp cái gì đó đưa, nói chung là dịch vụ mặt đất á, đón tại đó rồi đưa ra là làm hồ sơ thủ tục từ A Z rồi đưa ra cổng. Thì họ nói thay vì mất khoảng từ 3 đến 4 tiếng thì bây giờ chỉ cần 15-20 phút thôi là ra tới cổng. Xin thưa bà con cô bác, cái chiêu này là cái chiêu mà Việt kiều mà dễ bị sập bẫy nhất nè. Tại vì bà con cô bác biết tại sao không? Ở nước ngoài có dịch vụ này nữa bà con. Ở nước ngoài có cái dịch vụ này và ở Việt Nam mình cũng có dịch vụ này luôn, có hết. Nhất là mấy cô chú mà người già đó, lớn tuổi á, khi mà từ Việt Nam bay qua Mỹ á, xin ơi với bà con cô bác, bà con cô bác không cần biết rành đường gì hết á, đi sợ đi lạc phải không, thuê cái dịch vụ này nó đón bà con cô bác tại cái ống lồng luôn, đẩy xe lăn cho bà con cô bác đi về, đi làm hết tất cả dịch vụ luôn, ra tới ngoài luôn. Có nha bà con, mà bây giờ nói thật dịch vụ này có. Và Việt Nam mình cũng có dịch vụ này mà. Đó, lo bà con cô bác có đó. Nhưng mà tại bà con cô bác á, thì cái chi phí chắc lẽ là bà con cô bác tiết kiệm chi phí thì sao, nhưng mà ba mấy cậu thấy cũng đâu có tiết kiệm đâu. Thầy theo báo nói rằng là 800 ngàn một người đó, Việt kiều Mỹ 800 ngàn người, có người 600 ngàn người đó, đi nguyên gia đình 4 người tốn hết 2 triệu mấy, 3 triệu 2 đó. Rồi đặt rồi chuyển tiền đàng hoàng nha bà con, ngon lành lắm. Rồi cuối cùng khi mà xuống tới sân bay rồi, chờ hoài mấy ai ra đón mình hết, Việt kiều ngỡ ngàng luôn. Nhưng mà giờ là khi mà tới sân bay thấy không ai ra đón là biết bị lừa rồi. Có nhiều người á tức quá không biết làm gì, lắp cái sim Việt Nam vô, gọi điện vô số đó. Thì xin thưa bà con bác, số đó ỏi e rồi. Rồi sau đó là biết mình bị lừa rồi. Cho nên bà con cô bác cẩn thận giúp ba mấy câu chuyện này nha bà con. Mình đã về đây, đi về Việt Nam chơi Tết, thì xin thưa với bà con cô bác hãy chấp nhận cái điều đó nha. Mình chấp nhận cái điều đó đi bà con. Chứ đừng có sợ cái này ngã cái kia rồi cuối cùng cái bị tiền mất là tật mang, cũng phải chờ à, cũng phải xếp hàng chờ à. Ở đây có cái lò như lò hủ tiếu. Rồi, con đường Mami Gò đang đi lên 731 Hồng Bàng. Thú thiệt là hôm nay ba mấy Gò mệt lắm đó bà con. Cái mũi nó nghẹt, rồi nó đừ.
hẻm này khám phá ghê á, không biết nó đi ra đâu. Ăn tô hủ tiếu vô xong giờ cái con mắt nó muốn buồn ngủ luôn. Vô thử nha, không biết các cô chú anh chị và các bạn nào ở trong đây không. Đi ở ngoài hoài không có gì để kể với bà con cô bác hết, giờ đi kiếm hẻm. Ôi cha, vô đây cũng có hẻm rộng ghê bà con. Hẻm rộng quá trời nè. Ở Sài Gòn bây giờ hẻm cũng bự ghê á. Ồ, đây. Nói nó hẻm bự giờ chui vô hẻm nhỏ nè. Hẻm nhỏ này đi ra đâu đây? Nói chứ hẻm này đi xe hơi vô được luôn rồi, chứ không giỡn đâu à. Xin thưa bà con, bác hẻm này đi xe hơi vô đó. Rồi vô hẻm nhỏ nữa nè. Trời ơi, đúng là hẻm Sài Gòn ha. Bự có, nhỏ có. Đây, nhỏ thêm tí nữa nè. Rồi chạy thôi chứ con biết nó đi ra đâu. Rồi ra lại cái hẻm bự nữa nè. Cái nhỏ nó bự rồi, nó nhỏ. Ôi cha, ra con đường Lê Quang Sung bà con. Trời ơi, chạy sao hồi ra con đường Lê Quang Sung. Con đường này hồi xưa là đường Trương Tấn Bủ rồi. Hình như trên con đường Trương Tấn Bủ này có một bác nhờ ba mẹ đi quay một cái căn nhà gì đó, để ba mẹ coi coi. Giờ comment nó dài quá trời luôn, giờ không biết cái comment đó nó nằm ở đâu nữa, nằm biết chết ai mà cứ gọi cho mình hoài trời. Đúng rồi em. Warwick 03. À đúng rồi. Ờ. 105.000 là bây giờ tổng cộng là bao nhiêu em? 1.255.000. Rồi ok, cũng được. Rồi ok em. Rồi cảm ơn em. Và
con cô bác đợi ba mẹ cô một chút nha. Ba mẹ cô nhớ mang máng là có một người nhờ ba mẹ cô đi quay cái khu vực này nè, mà bây giờ cái dòng comment nó quá trời rồi. Không nhớ nó nằm luôn, nằm chỗ nào luôn. À đây đây, thấy rồi. 358/15. Rồi 358/15 nha bà con. Giờ mình để mình đi mình coi căn nhà đó như thế nào. Cũng hơn kiếm mà được. Bây giờ ba mày còn nhớ mang máng là nó như vậy. Rồi ra đây. Ở đây hồi xưa có cái cầu cây gõ nè bà con. À, ngay đây nè, hồi đó ngay dưới chân cầu cây gõ này có một cái ấp. Thấy một cái gì? Cái gì đó nãy cô có nói là gì nhân dân tự vệ gì đó. Cô trong bà con cô bác xem là cái dòng comment của cô ấy nha. Cô ấy viết nhiều lắm. Mà ba mấy cậu thích vậy á, nhờ ba mấy cậu đi quay là cái việc nói nhiều vậy là ba mấy cậu khoái lắm. Kể hồi xưa là cầu cây gõ rồi có gì đó. Bà con cô bác muốn nhờ ba mấy cậu đi quay gì cũng được á, nhưng mà nhớ kể cho ba mấy cậu nghe. À, 358/15 hay là 358/15. Giờ nó địa chỉ nó thay đổi tùm lum đó nha. Đây cái chùa Liên Hoa nè, hồi xưa là số 357. Hình như địa chỉ mới, địa chỉ cũ tùm lum đó nha. Ba mày còn thấy cái chùa Liên Hoa đó, số nó là 357, chỗ này là 385. Ở đây có số cũ, số mới nha, căng rồi nha. Hẻm nè, 407 nè. Trời ơi, bánh trung thu Long Hương kìa, nằm đây luôn. Chết rồi. Căng à. Ca này khó nha. Chết bà nữa rồi, để mới kiếm ra giờ đâu mất tiêu rồi. Ôi thua rồi, giờ nó trôi đâu nữa rồi. Thôi giờ ba mấy cậu đi con đường này thôi, chắc để bữa khác. Khác mà mày cầu đi kiếm địa chỉ. Đó anh ta 358/15 đúng không? 538 chứ. 538 thì ở đâu có hẻm đâu.
Ồ, đây là số cũ số mới nha, chứ không giỡn à. Hết đường rồi. Ra đường là gớm rồi. Bên đây là đường Bến Phú Lâm nè. Trung Nguyên. Rồi bây giờ cô kể là cô kể hồi xưa, địa chỉ hồi xưa, chứ bây giờ nó nhảy địa chỉ rồi. Chú xin bánh tre bao ngọt, một cái 10.000 bao ngọt. Rồi rồi, thua rồi. Ca này ca khó rồi. Trời đất ơi, chửi dữ vậy. Bên này trái là đường Hoàng Lê Kha nè. Vậy là con đường bên kia Lê Văn Sung đó là đúng rồi, nhưng mà thua rồi. Rồi ngay đây nè bà con, mình đâm ra luôn. Hồi xưa ngay đây là cái cầu gây gõ nè, ít chết chết già rồi. Bà con có còn nhớ không, cầu gây gõ đây nè. Đường này mình đi rồi. Sorry. Đường này mới đi ra rồi. Bên đây là nhà sách cây gõ nè. Hồi xưa là rạp Tân Bình.